Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Phúc trình toàn cầu 2021 của Tổ chức Nhân quyền Thế giới lên án Việt Nam gia tăng vi phạm nhân quyền. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế hôm 13 tháng 1 đã công bố Phúc trình toàn cầu 2021 và lên án Việt Nam tiếp tục gia tăng hạn chế các quyền dân sự và chính trị cơ bản của người dân trong năm 2020. Theo Tổ chức Nhân quyền quốc tế này, chủ trương của Hà Nội trong việc siết chặt quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận của người dân dường như có liên quan tới Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam là đại hội lần thứ 13, được diễn ra dự kiến từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2. Và lại thêm một năm đen tối nữa cho nhân quyền ở Việt Nam. Giám đốc vận động châu Á của Tổ chức Nhân quyền quốc tế, ông John Shipton, nói trong thông cáo báo chí được đưa ra vào ngày 13 tháng 1 năm 2021. Đây là hình ảnh các nhà báo bị bắt giữ từ trái sang: Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, Lê Anh Hùng, Phạm Đoan Trang, Hồ Sĩ Quyết. Theo lời đại diện của Tổ chức Nhân quyền quốc tế, trong suốt năm 2020, ngoài một số nhà bất đồng chính kiến, trực ngôn, công an cũng đã bắt giam nhiều người khác vì đã nói lên chính kiến của mình và thực hành các quyền tự do ngôn luận cơ bản. Trong bản phúc trình dài tới 761 trang, ấn bản hàng năm của Tổ chức Nhân quyền quốc tế đánh giá việc thực hành nhân quyền hơn 100 quốc gia, Tổ chức Nhân quyền nói Việt Nam trong năm 2020 tiếp tục vi phạm các quyền dân sự và chính trị cơ bản một cách có hệ thống. Qua việc siết chặt quyền tự do biểu đạt, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do tôn giáo, chặn truy cập nhiều trang mạng, gây sức ép, buộc các công ty viễn thông phải gỡ bỏ các nội dung phê phán Đảng Cộng sản và chính quyền. Dẫn chứng nhiều trường hợp bị bắt giam trong năm qua như nhà báo Phạm Đoan Trang, nhà báo Phạm Chí Dũng, ông Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn và các nhà hoạt động khác như Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương, các bà Cấn Thị Thêu, v.v. Tổ chức Nhân quyền quốc tế cho rằng Việt Nam đã hình sự hóa các hành vi ngôn luận có tính phê phán chính quyền. Đánh giá về cam kết của Việt Nam về vấn đề công đoàn độc lập trong các hiệp định tự do thương mại với quốc tế, phúc trình của Tổ chức Nhân quyền quốc tế cho rằng việc Quốc hội Việt Nam thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi có hiệu lực vào tháng 1 năm 2021, trong đó cho phép thành lập các tổ chức đại diện cho người lao động chỉ là bề nổi, trên thực tế chắc chắn sẽ bị kiểm soát chặt chẽ vì những người vận động để thành lập công đoàn hay các nhóm hội của người lao động hiện đang phải đối mặt với sự sách nhiễu, sự đe dọa trả đũa từ phía chính quyền lẫn những người sử dụng lao động. Chính quyền Việt Nam đã sợ dân chủ, báo chí độc lập và quyền tự do, ông Stipton đã nói trong thông cáo báo chí này. Theo đại diện của Tổ chức Nhân quyền quốc tế, các đối tác thương mại và nhà tài trợ cần công khai nêu quan ngại về hồ sơ nhân quyền tồi tệ của chính phủ Việt Nam và gây sức ép để Việt Nam thực hiện các nghĩa vụ quốc tế của mình về nhân quyền. Trong phần giới thiệu phúc trình, Giám đốc điều hành Tổ chức Nhân quyền quốc tế, ông Roth cho rằng Hoa Kỳ dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump vừa qua gần như bỏ rơi việc bảo vệ nhân quyền. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Donald Trump và Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng. Vì vậy, ông kêu gọi chính quyền của Biden sắp tới cần đưa ra việc tôn trọng nhân quyền và các chính sách đối nội và đối ngoại của mình. Việt Nam lâu nay vẫn tuyên bố tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Trong một phản ứng đối phó với báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào tháng 3 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói báo cáo của Mỹ có nhiều nội dung thiếu khách quan. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao bà Lê Thị Thu Hằng trong dịp này nói rằng Việt Nam không ngừng nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người, tham gia các điều ước quốc tế, thúc đẩy triển khai kinh tế đi đôi với đảm bảo công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống của người dân. Trình báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm ngoái đã nói lên Việt Nam vi phạm nhân quyền trong một loạt các lĩnh vực, trong đó có giam giữ người tùy tiện, tra tấn người bị bắt giam, đối xử bất công với tù nhân, hạn chế quyền tự do biểu đạt và tự do báo chí, tự do Internet và tự do tôn giáo. Việt Nam là một trong những quốc gia Đông Nam Á có hồ sơ nhân quyền tồi tệ, có số tù chính trị cao hơn bất cứ nước nào khác. Ông Philip Robertson, Phó Giám đốc Nhân quyền và Ủy ban Châu Á và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế đã phát biểu với đài tiếng nói AFA tại Mỹ như vậy nhân ngày Quốc tế Nhân quyền mùng 10 tháng 12 năm nay. Họ, tức là chính quyền, áp đặt những án tù nặng nề từ 12 đến 14 năm tù với những ai muốn thực hiện quyền dân sự và quyền chính trị cơ bản của con người như tự do ngôn luận, tự do biểu đạt và quyền lập hội,
và quyền tụ tập không cần được chính quyền cho phép. Đây là những quyền được ghi rõ cho Công ước Quốc tế về Dân sự và Chính trị mà Việt Nam đã ký, nhưng tại Việt Nam đã cố tình không công nhận, không tôn trọng và không thực hiện bao lâu nay. Chính vì lẽ đó, vẫn lời ông Philip Robertson, quyền con người ở Việt Nam chẳng những không được thăng tiến mà còn trở nên tồi tệ hơn nữa. Đặc biệt trong bối cảnh năm 2020 với kinh tế toàn cầu chao đảo và dịch bệnh COVID-19 hoành hành khắp nơi. Vào năm 2020 là năm chứng kiến nhiều vụ bắt giữ và những án tù nặng nề cho những nhà hoạt động, những nhà báo độc lập và những blogger hay Facebook dám đưa lên mạng những ý kiến trái chiều với chế độ. Đây là hình ảnh tù nhân lương tâm Việt Nam tuyệt thực vượt quá 50 ngày đã nhập viện tại Thành phố Hồ Chí Minh theo thông tin từ gia đình của ông hôm 9 tháng 1. Theo thống kê của người bảo vệ nhân quyền, tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2020, chính quyền Việt Nam bắt giữ ít nhất 258 tù nhân lương tâm trong các nhà tù hoặc trong các hình thức giam giữ khác. Họ trở thành những tù nhân lương tâm được bên ngoài biết đến, trong đó cuộc sống của gia đình vợ con họ thì rất bất an, căng thẳng, lo âu khi người thân ngồi tù vì dám chống lại nhà nước. Vào năm 2020, chính quyền Việt Nam cũng đàn áp mạnh mẽ Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Trường hợp đầu tiên là tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, bị bắt vào ngày 21 tháng 11 năm 2019 với cáo buộc làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015, từ đó đến nay, ông bị giam giữ trong điều kiện không được gặp gia đình và luật sư. Vào ngày 23 tháng 5 năm 2020, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập blogger Nguyễn Tường Thụy cũng bị bắt tại Tư Gia ở Hà Nội. Một tháng sau đó, đến lượt ban biên tập viên thứ ba của Việt Nam Thời báo, tiếng nói của Hội Nhà báo Độc lập là nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn cũng bị bắt trong cùng vụ án với nhà báo Phạm Chí Dũng. Vào năm 2020, cũng là năm mà vụ án Đồng Tâm gây chấn động dư luận trong và ngoài nước, sau khi khoảng 3.000 công an và cảnh sát được trang bị tận răng tấn công xã Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, giết chết cụ Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần của người dân, đồng thời bắt giữ 29 người khác với cáo buộc giết người và chống người thi hành công vụ. Bản thân cụ Lê Đình Kình lại là một đảng viên lão thành cách mạng, cho đến trước khi chết, ông ta vẫn tin vào ông Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng. Đây là vụ án mà Tòa án Nhân dân Hà Nội vào ngày 14 tháng 9 năm 2020 phán quyết hai án tử hình trong số 29 người bị bắt giữ, bên cạnh một số lệnh tù chung thân và từ 10 đến 16 năm tù giam cho rất nhiều người khác. Vụ tấn công Đồng Tâm xảy ra khi những tranh chấp về đất đai giữa người dân và chính quyền Hà Nội chưa được giải quyết. Vụ án đã bị nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế, bị Mỹ và châu Âu chỉ trích vì thiếu minh bạch. Tổ chức nhân quyền quốc tế gọi các án tuyên sau phiên tòa xét xử những người dân Đồng Tâm là các án bỏ túi. Cũng vào ngày 24 tháng 6 năm 2020, một số thường dân đưa tin về vụ Đồng Tâm bất ngờ cũng bị bắt giữ. Trong đó có ba dân oan dân nội là bà Cấn Thị Thêu cùng hai con trai của bà là Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư. Đây là hình ảnh tù từ bên phải qua là gia đình bà Cấn Thị Thêu cùng hai con trai Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư đều bị bắt giam vì ủng hộ người dân Đồng Tâm. Chị Đỗ Thị Thu, vợ của nhà hoạt động Trịnh Bá Phương cho biết, cuộc sống của gia đình bị xáo trộn khủng khiếp sau vụ bắt bớ này. Em sinh được 4 ngày thì họ bắt chồng em. Em rất là buồn vì cả ba người trong gia đình em đều bị bắt cùng một lúc. Hiện chồng em đang bị giam tại số 1 Hỏa Lò, Hà Nội. Từ khi chồng em bị bắt giam thì em chỉ được gửi quần áo và gửi tiền thôi. Cuộc sống của em bị đảo lộn, con cái thiếu vắng tình cảm của bà nội, của cậu và của bố. Mẹ chồng em và cả Trịnh Bá Tư bị giam ở Hòa Bình. Và từ Hà Nội đến tại sao Hòa Bình thì mất 75 cây số, còn chỗ Hòa Bình nơi bố chồng em ở mà lên trại giam Hòa Bình phải mất 90 cây, nghĩa là từ chỗ bố em đến trại giam Hòa Bình còn xa hơn đi từ Hà Nội lên trại giam Hòa Bình. Chị Đỗ Thị Thu cũng xác nhận vào ngày 30 tháng 8 năm 2020, công an địa phương đã gửi giấy triệu tập của an ninh Hà Nội liên quan đến vụ án Trịnh Bá Phương làm và tàng trữ phát tán tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Về phần nhà hoạt động trẻ Trịnh Bá Tư, gia đình cho biết anh đã có lần tuyệt phật thực 20 ngày trong trại giam Hòa Bình. Và sự kiện cứ nối tiếp sự kiện gây chấn động không ít vào năm 2020 này là vụ bắt giữ ngày 6 tháng 10 đối với nhà báo, nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, một nhà báo nổi tiếng với nhiều cuốn sách về chính trị Việt Nam, bị chính quyền Việt Nam cấm cản. Cô bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam cũng như làm
tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm chống nhà nước. Vụ bắt giữ xảy ra chỉ chưa đầy một ngày sau vòng đối thoại nhân quyền Việt Nam và Mỹ năm 2020 kết thúc. Đây là lần thứ hai Phạm Đoan Trang bị bắt kể từ năm 2009. Cô cũng từng bị an ninh đánh đập, tra tấn, mang đến thương tật đến ở tay và chân. Đây là hình ảnh. Bên trái là bà Phạm Đoan Trang mới đây công bố bản báo cáo đồng tâm. Hình bên phải là bà Trang phải đi nạn sau khi bị an ninh cộng sản chặn đánh gãy chân, đứt dây chằng và phải phẫu thuật vào năm 2016, đến giờ vết thương vẫn chưa lành. Mẹ nhà báo tự do Phạm Đoan Trang, bà Bùi Thị Thiện Căn cho biết, chỉ có tiến bộ hơn năm 2009 là họ cho biết địa điểm giam của con mình, chứ năm 2009 người ta mang em đi nhốt ở đâu mình không biết. Lần này họ cho biết em bị giam ở trại giam số 1 Hỏa Lò, Hà Nội. Thứ hôm đó thì hai mẹ con có được gặp nhau đâu, mình tiếp tế gì đó cho em thì em nhận và ký vào giấy tờ thì mình thấy chữ ký thôi, chứ đâu có được gặp mặt. Gia đình thấy với những quy kết thì án của em có thể tới 20 năm tù. Mình năm nay 80 tuổi rồi, bảo khi con ra tù thì mình đã ở thế giới bên kia rồi. Cứ thế mà mòn mỏi tàn tạ, không biết có sức chờ em về hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, con mình đi theo chí hướng dân chủ là quá tốt đẹp, cho nên gặp được con là tốt, không gặp là cái số. Quan điểm dứt khoát của hai mẹ con là như thế. Vào hôm 26 tháng 11 năm 2020, Anh và Canada cũng đã lên tiếng với Việt Nam về trường hợp bắt giữ nhà báo độc lập, trong đó có Phạm Đoan Trang, nhằm hạn chế tự do ngôn luận trong nước. Trước vụ bắt giữ cô Phạm Đoan Trang, một nhà báo, nhà văn bất đồng chính kiến là Phạm Thành, tên thật là Phạm Chí Thành, cũng bị bắt vào ngày 21 tháng 5 năm 2020. Đây là tác giả một số đầu sách chỉ trích trực tiếp ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Tội danh mà ông Phạm Thành bị cáo buộc cũng là làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là hình ảnh nhà văn Phạm Thành. Đến ngày 24 tháng 11 năm 2020, ông Phạm Thành bị chuyển từ Hỏa Lò về Viện Pháp Y Tâm Thần ở Thường Tín. Bà Nguyễn Thị Nghiêm, vợ nhà báo Phạm Thành, đã lên tiếng cầu cứu cho chồng bà trên mạng như sau. Khi họ chuyển chồng tôi về Viện Pháp Y Tâm Thần, thì tôi ngỡ ngàng chồng tôi không phải là người tâm thần, cũng không có biểu hiện gì về tâm thần. Cái bệnh viện ấy nó có bao nhiêu cái dạng thần kinh, nhưng mà chồng tôi không phải là tâm thần, tôi muốn làm sao mà không tổn hại đến sức khỏe cũng như tinh thần của ông thôi. Không có chuyện tôn trọng nhân quyền đối với tù nhân lương tâm, nhất là đối với tù dân tộc, là lời anh Bruit, con của mục sư Edith Dacroa Gia Lai, đang thụ án 12 năm tù ở trại giam An Phước, Bình Dương, chia sẻ. Bố của cháu bị bắt vào năm 2013, tội chống phá nhà nước. Họ bắt bố cháu bỏ đạo, cán bộ trên xã, huyện liên tục đi tới các nhà theo dõi. Họ mời cháu 5-6 lần, dọa đánh đập và dọa giết. Họ bắt cháu phải bỏ đạo. Ở đây mà tới thăm bố cháu thì rất nhiều khó khăn. Thuê xe một lần 7-8 triệu đồng, mấy năm nay rất khổ. Bố cháu nói, cán bộ trong đó đánh đập bố cháu rụng hết cả răng. Sức khỏe rất yếu, gia đình rất khó khăn. Chính quyền nhà nước Việt Nam đàn áp, không tôn trọng nhân quyền của người dân tộc của mình. Và dù như đã ký vào những công ước quốc tế và chính trị của Việt Nam vẫn áp dụng luật lệ rất mơ hồ, đụng đầu cũng thấy tội để có thể xét xử những tiếng nói của những con người không đi theo phép áp đặt của họ. Là kết luận của Phó Giám đốc Phân bang Châu Á Robertson thuộc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế nhân ngày 10 tháng 12 năm nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 1 năm 2021 với bản tin Phúc trình toàn cầu năm 2021, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế lên án Việt Nam gia tăng vi phạm nhân quyền. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.